Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nhóm dân biểu Mỹ yêu cầu trừng phạt công an Việt Nam theo đạo luật Magnitsky. Các dân biểu Quốc hội Mỹ vừa lên tiếng thúc giục Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu để chế tài các thành viên của lực lượng công an tại Hà Tĩnh tham gia tra tấn nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa, cũng là một nhà hoạt động vì môi trường hiện đang bị tù ở Việt Nam. Dân biểu Alan, đồng chủ tịch nhóm thành viên Quốc hội quan tâm đến Việt Nam, và 7 dân biểu khác đã đưa ra lời kêu gọi trên trong một bức thư gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ Steven Mnuchin. Đây là hình ảnh dân biểu Hoa Kỳ Alan, người bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại về sự đe dọa, áp lực và việc bắt giữ các nhà báo, truyền thông độc lập cũng như tự do báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 8 dân biểu đã viết trong bức thư gửi tới các bộ trưởng của Mỹ như Mike Pompeo và Mnuchin vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc bắt giữ và kết án tù nhà báo Nguyễn Văn Hóa, một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do NFA thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ. Dân biểu Loventhal, một đại diện địa hạt 47 của California, nơi có đông người Việt Nam sinh sống nhất ở Mỹ, là người bảo trợ cho tù nhân lương tâm Văn Hóa, người bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào năm 2017 và bị kết án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Theo các dân biểu Mỹ cho biết, trong bức thư, chính quyền Việt Nam trước đó đã đánh đập và tịch thu thiết bị của ông Nguyễn Văn Hóa khi nhà báo công dân này đang là cộng tác viên của đài FA vào tháng 11 năm 2016. Là một nhà báo công dân, Nguyễn Văn Hóa đã đăng tải nhiều video về các hoạt động biểu tình theo sau thảm họa môi trường biển ở các tỉnh miền Trung do nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh gây ra vào năm 2016. Trong một thông cáo báo chí được đưa ra cùng ngày, dân biểu Loventhal đã nói rằng trong khi bị cảnh sát giam giữ, Nguyễn Văn Hóa bị đánh đập, tra tấn và bị ép ký vào một bản nhận tội giả chống lại một bạn tù của anh. Theo dân biểu Mỹ, ông Nguyễn Văn Hóa vào tháng trước đã tiến hành tuyệt thực để phản đối các điều kiện mà anh cho là bất công trong trại giam. Vào hồi tháng 2 năm ngoái, chị gái tù nhân lương tâm 25 tuổi đã đưa ra lời kêu cứu về việc em mình bị đánh đập ép cung trong 9 ngày tại trại giam An Điểm ở Quảng Nam. Bức thư của các dân biểu Mỹ nêu lên 8 thành viên của lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh, những người được cho là đánh đập Văn Hóa và buộc tay của anh lên trần nhà để buộc anh phải nhận tội. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Các cá nhân được nêu tên trong bức thư bao gồm Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Đại úy Nguyễn Văn Sáng, Trung úy Lê Anh Đức, Đại úy Trần Anh Đức, Thượng tá Nguyễn Huy Trương, Thiếu tá Trương Quang Quốc, Thượng úy Bùi Xuân Đạt, Đại úy Nguyễn Đình Đức. Đây cũng là những cái tên mà Văn Hóa đã đề cập trong một đơn tố cáo gửi lên cơ quan an ninh được chị Nguyễn Thu Huệ, chị gái của Nguyễn Văn Hóa, công bố. Bức thư của 8 dân biểu Mỹ kết luận rằng những cá nhân này đồng lõa trong việc vi phạm trực tiếp với nhân quyền. Chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào mục tiêu sẽ có tác động, bức thư viết, vào thời điểm mà chính phủ Việt Nam đang tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và hàng hóa Mỹ. Chúng ta cương quyết bảo vệ mạnh mẽ quyền con người và pháp quyền. Thật không may, vụ việc này và những vụ việc khác chỉ ra rằng Việt Nam đã trở nên ít khoan dung hơn đối với những người bất đồng chính kiến trong những năm gần đây. Đạo luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ được Quốc hội ở Washington thông qua vào năm 2012, ban đầu chỉ tập trung vào Nga, nhưng sau đó cho phép nhánh hành pháp của Hoa Kỳ cấm thị thực và trừng phạt bất cứ cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên thế giới. Chính quyền Việt Nam được cho là đang gia tăng đàn áp các tiếng nói chỉ trích chính phủ trên mạng và thực hiện việc bắt giữ nhiều hơn trong năm nay, đặc biệt là sau vụ xung đột ở Đồng Tâm và trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2021 tới đây. Nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh và nhà báo Phạm Đoan Trang là những vụ bắt bớ mới nhất của chính quyền Việt Nam vì những cáo buộc tuyên truyền hay đăng tải thông tin chống nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh bên trái và nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Việt Nam luôn nói rằng không có việc những người vì bày tỏ chính kiến mà bị bắt giam ở Việt Nam và rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở quốc gia Đông Nam Á này.
Hoa Kỳ phải đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng sự phát triển thương mại và tăng trưởng kinh tế sẽ không phải trả giá bằng dân chủ và tự do. Các dân biểu Mỹ cũng kêu gọi trong bức thư như vậy. Dân biểu Loventhal, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Tom Thons, trước đây đã vận động cho việc trả lại tự do cho ông Văn Hóa khi viết thư cho Ngoại trưởng Pompeo để kêu gọi chính phủ Mỹ hành động trong vụ này, cũng như kêu gọi Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc phải trả lại tự do cho ông Văn Hóa. Vào tháng 9 vừa qua, dân biểu Mỹ đã chính thức bảo trợ cho Văn Hóa là tù nhân lương tâm thông qua dự án bảo vệ tự do của ủy ban này. Và nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đưa ra những đàn áp về tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt Nam với việc ba quản trị viên của nhóm bàn luận kinh tế chính trị bị kết án 45 tháng tù. Vào hôm 25 tháng 12, tại tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ba quản trị viên của trang Facebook nhóm bàn luận kinh tế và chính trị tổng cộng 45 tháng tù giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thân nhân của họ đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng cả ba ông đều bị kết án mà không có luật sư bảo chữa. Các ông Nguyễn Đăng Thương bị tuyên án 18 tháng tù, ông Huỳnh Anh Khoa 15 tháng tù và ông Trần Trọng Khải 12 tháng tù giam, bị xét xử theo điều số 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Bà Phạm Bảo Ngọc, vợ của ông Huỳnh Anh Khoa, đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sau khi dự thính bên ngoài phòng xử như sau: "Đây là một bản án bất công, anh ấy không có tội gì cả mà bị 1 năm 3 tháng tù." Đây là hình ảnh ông Huỳnh Anh Khoa, quản trị viên của trang Facebook nhóm bàn luận kinh tế và chính trị. Họ nói rằng anh ấy lên mạng tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước và đòi đa đảng và tuyên truyền sai lệch về thông tin lịch sử và đủ thứ tội trên đời và kết tội anh ấy. Anh Huỳnh Anh Khoa và cả ba người trước kia đã ra tòa đã bị ép buộc phải từ chối luật sư và trong phiên tòa không có một luật sư nào hết. Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho Đài Tiếng nói AFA biết rằng ông có đến quan sát phiên tòa với tư cách là cá nhân nhưng không được vào phòng xét xử. Ông viết trên trang Facebook của mình hôm 21 tháng 12 như sau: "An ninh được thắt chặt xung quanh tòa án, những người tụ tập bên ngoài tòa đều bị giải tán hết. Đã là một phiên tòa công khai thì tại sao người thân không được ngồi trong phòng xét xử và tham dự phiên tòa mà phải đứng bên ngoài để nghe phán xử mà thôi? Là phiên tòa công khai, tại sao mọi người không được vô? Tôi rất bất mãn về phiên tòa này." Bà đã nói như vậy với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thương, quản trị viên của nhóm bàn luận trên Facebook về các vấn đề kinh tế chính trị, bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào ngày 13 tháng 6 năm 2020. Không rõ ông Trần Trọng Khải bị bắt khi nào. Ngay sau khi ông Khoa và ông Thương bị bắt, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cũng lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger Facebook và các nhà báo độc lập khác nhau. Cùng với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Vào hôm 22 tháng 12 năm 2020, trang web Công an Nhân dân cũng loan tin rằng Công an Cần Thơ đã bắt giam bà Lê Thị Bình, 44 tuổi, vì hành vi chống phá đảng, nhà nước. Báo Thanh Niên cho biết bà Lê Thị Bình là em ruột của ông Lê Minh Thể, 56 tuổi, người đang thụ án 2 năm tù với cùng cáo buộc như bà Bình. Và ngay lập tức, Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế cũng lên tiếng về vụ Việt Nam bắt giữ nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh chụp hình trước dinh thự hai mặt tiền của Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Thế giới CPG vào ngày 21 tháng 12 cũng ra thông báo kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo Trương Châu Hữu Danh, hủy bỏ và các buộc đối với ông này thông qua báo chí của tạp chí và của tổ chức này phát đi từ Bangkok cho biết Công an thành phố Cần Thơ tiến hành bắt ông Trương Châu Hữu Danh vào hôm 17 tháng 12 vừa qua. Ông Danh là cựu phóng viên của một số báo nhà nước Việt Nam. Ông cũng là người đồng sáng lập và cộng tác cho Báo Sạch. Đây là một kênh thông tin dựa trên nền tảng Facebook. Cáo trạng mà Công an Cần Thơ đưa ra đối với ông Trương Châu Hữu Danh là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam. Nếu bị kết án, mức án mà ông Danh có thể đối mặt là 7 năm tù giam. Viện Kiểm sát Nhân dân Cần Thơ còn cho biết ông Danh sẽ bị tạm giam 3 tháng để điều tra tiếp tục. Ông Crispin, đại diện cấp cao của tổ chức báo chí quốc tế tại Đông Nam Á, được dẫn lời rằng Việt Nam cần phải ngưng ngay các tình trạng sách nhiễu đối với các nhà báo độc lập sử dụng Facebook để đưa tin tức. Mạng Báo Sạch có hơn 100.000 người theo dõi trên trang Facebook.
báo này cũng đưa tin về những vụ phản đối các trạm thu phí một cách hết sức bất hợp pháp tại Việt Nam, và báo Sạch cũng đưa ra hình ảnh những quan chức nhà nước bị bắt vì dính líu đến các dự án bẩn đó. Tổ chức báo chí quốc tế cũng gửi yêu cầu đến trang chủ của Bộ Công an đề nghị bình luận vì bắt giữ nhà báo Trương Chí Hữu Danh nhưng chưa nhận được trả lời. Công an thành phố Cần Thơ sau 5 ngày tiến hành bắt ông Trương Chí Hữu Danh thì vào ngày 21 tháng 12 cũng ra thông báo và gửi đến người thân của ông về việc này. Người thân của ông được nói ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ông Danh hiện đang bị giam tại trại giam công an thành phố Cần Thơ. Việt Nam là một trong những quốc gia cầm tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Theo thống kê của thường niên của tổ chức phóng viên quốc tế công bố vào tháng 1, ngày 1 tháng 12 vừa qua, thì Việt Nam giam giữ ít nhất 15 nhà báo trong năm nay, và con số này ngày càng tăng dần khi càng gần tới kỳ đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nhóm dân biểu Mỹ yêu cầu trừng phạt công an Việt Nam theo đạo luật Magnitsky. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.